chủ nghĩa siêu thực là một phong trào nghệ thuật đã có ảnh hưởng lâu dài đến hội họa, điêu khắc, văn học, nhiếp ảnh và phim ảnh. Những người theo chủ nghĩa siêu thực lấy cảm hứng từ lý thuyết về giấc mơ và vô thức của Sigmund Freud tin rằng sự điên rồ là sự phá vỡ các chuỗi logic. Và họ thể hiện ý tưởng này trong nghệ thuật của mình bằng cách tạo ra những hình ảnh không thể có trong thực tế, ghép những hình thức không chắc chắn vào những cảnh quan không thể tưởng tượng được. Mặc dù nó suy yếu như một phong trào có tổ chức, chủ nghĩa siêu thực chưa bao giờ biến mất như một nguyên tắc nghệ thuật sáng tạo. Sự bắt đầu của Surrealism, chủ nghĩa siêu thực chính thức bắt đầu với tuyên ngôn siêu thực năm 1924 của nhà văn Đế Tây André Breton, nhưng phong trào này hình thành sớm nhất vào năm 1917. Lấy cảm hứng từ các bức tranh của Giorgio de Chirico, người đã chụp các địa điểm đường phố với chất lượng ảo giác. Sau năm 1917, de Chirico từ bỏ phong cách đó. Nhưng ảnh hưởng của ông đã đến được với những người theo chủ nghĩa siêu thực thông qua Đế Tây người Đức Mắc En. En chuyển đến Paris vào năm 1922 khi phong trào Dada kết thúc và là yếu tố quan trọng đối với sự khởi đầu của chủ nghĩa siêu thực, đặc biệt là vì công việc cắt dán của ông vào thời điểm đó. Sự phi logic gây mất phương hướng trong các bức ảnh ghép của En đã thúc đẩy trí tưởng tượng của Breton khi anh trở nên cố gắng hơn trong các ý tưởng của Sigmund Freud. Thí nghiệm Surrealist, Breton và những người khác bao gồm cả En đã thử nghiệm thuật thôi miên như một phương tiện để tiếp cận khả năng sáng tạo vô thức. Nhưng nhóm quyết định rằng các thí nghiệm này rất nguy hiểm. Năm 1923, các họa sĩ Joan Miró và André Masson gặp gỡ và gắn bó với Breton. Bị ảnh hưởng bởi Freud, Breton đã thử nghiệm chủ nghĩa tự động trong văn bản để tạo ra những từ mà không cần suy nghĩ hay lập kế hoạch. Đến năm 1924, Miró và Masson bắt đầu phiên bản của họ bằng bút và mực. Vào năm 1925, để phản ứng với chủ nghĩa tự động, En đã thực hành mài mòn, sử dụng các vết nứt trên ván sàn làm bề mặt bên dưới tờ giấy vẽ của mình. Ông chuyển thể khái niệm này sang sơn dầu, trải bột màu lên vải và sau đó cào. Bức tranh năm 1927 Forest Endo của En đã sử dụng kỹ thuật này. Miró đã điều chỉnh chủ nghĩa tự động vào giai đoạn sáng tạo đầu tiên trong các bức tranh của mình. Ông đã phát triển mã hóa trừu tượng như một từ vựng theo trường phái siêu thực cá nhân mà ông đã lặp đi lặp lại trong các tác phẩm của mình. Miró bị ảnh hưởng nặng nề bởi nghệ thuật bên ngoài, các bức vẽ của trẻ em và nghệ thuật sơ khai. Tranh Surrealism, các họa sĩ khác tham gia phong trào vào những năm 1920. Yves Tanguy là một nhà văn cho đến khi các tác phẩm của de Chirico truyền cảm hứng cho ông dạy mình vẽ vào năm 1923. Tanguy chuyên về những bức tranh phong cảnh vô cực với những nhân vật không rõ ràng như trong Mama Papa Is Un của năm 1927. Alberto Giacometti là một nhà điêu khắc người Thụy Sĩ đã gặp Masson vào năm 1928. Ông bị ảnh hưởng bởi nghệ thuật châu Phi và Ai Cập. Ông đã kết hợp với óc thẩm mỹ mơ mộng để tạo ra những hình thù kỳ quái, cách điệu. Họa sĩ Romani Victor Breuer đã được Tanguy giới thiệu về phong trào này. Được các nhà phê bình Paris chỉ trích, Breuer bị mê hoặc bởi những điều huyền bí. Bức tranh năm 1931 của ông tự chân dung với một con mắt bị cắt nổi tiếng sau khi ông bị mất mắt trong một trận chiến 7 năm sau đó. Salvador Dalí, họa sĩ Tây Ban Nha. Salvador Dalí tham gia phong trào siêu thực vào năm 1928 và thu hút sự chú ý của Sigmund Freud, người thích tác phẩm của mình hơn bất kỳ người theo chủ nghĩa siêu thực nào khác. Các bức tranh của Dalí thể hiện sự tự hành hạ tâm lý tình dục, mô tả những gì Freud mô tả là vô thức biểu hiện bên trong thế giới ý thức.
Những bức tranh của anh ấy chỉ dựa vào ảo ảnh. Sử dụng một bản thảo chân thực đã mang lại cho anh ấy sự nổi tiếng lâu dài trên toàn thế giới. Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của ông, bức tranh bền bỉ của thời gian năm 1931. Vẽ những chiếc đồng hồ đang tan chảy đặt trên một khung cảnh hoang vắng. René Magritte bỉ có phong trào siêu thực có ảnh hưởng của riêng mình, phong trào này tự tuyên bố ngay sau tuyên ngôn của Breton. Camille German, Marcel Lecomte và Paul Nouvet là những nghệ sĩ ở trung tâm. Những người khác tham gia, nhưng họa sĩ René Magritte mới là người nắm bắt trí tưởng tượng của thế giới. Magritte được biết đến nhiều nhất nhờ sự dí dỏm trong hình ảnh của ông. Một số trong số đó đã đạt được trạng thái mang tính biểu tượng như The Four Mirrors năm 1928. Kết hợp bầu trời có mây vào hình ảnh cận cảnh của một con mắt và The Treasury of Images năm 1929, một bức chân dung đơn giản của một cái tàu có các từ bằng tiếng Pháp, tuyên bố rằng đây không phải là một cái tàu. Người phụ nữ của Surrealism. Một số lượng đáng kể phụ nữ đã tham gia vào chủ nghĩa siêu thực mặc dù họ bị nhiều nhà phê bình gạt bỏ họ và những người theo chủ nghĩa siêu thực nam có xu hướng gạt họ ra. Nghệ sĩ người Đức Mary Oppenheim gia nhập phái siêu thực thông qua Giacometti vào năm 1932. Là một họa sĩ và nhà điêu khắc, tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là Vật thể của năm 1936. Một tác phẩm điêu khắc gồm tách trà, đĩa và thìa được phủ lông thú. Một số phụ nữ đến với phong trào thông qua mắt En. Leonora Carrington là một người bảo trợ trẻ tuổi của En. Người đã rơi vào tình yêu với những người theo chủ nghĩa siêu thực ở Paris vào năm 1937. Kết thúc ở Mexico vào năm 1942. Carrington đã kết hợp những ý tưởng huyền bí với lịch sử cá nhân trong cả tác phẩm văn học và hình ảnh của mình, cũng như với bức tranh chân dung tự họa năm 1937 của cô, Đờ Nhà Trọ Bạch Mã. Người vợ thứ tư của En, họa sĩ người Mỹ Dorothea Tanning, là một họa sĩ minh họa lấy cảm hứng từ chủ nghĩa siêu thực sau khi xem một buổi biểu diễn tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York. Các tác phẩm như anh Glenn Nighty Music năm 1943 cho thấy sự phức tạp trong các khái niệm thị giác của bà. Họa sĩ Tây Ban Nha Remedios Varo chạy trốn khỏi quê hương của cô và cuối cùng đến Mexico vào năm 1940. Một người bạn thân của Carrington, cô đã làm việc như một họa sĩ minh họa thương mại ở Mexico. Được coi là chìa khóa cho phong cách độc đáo của cô cũng như xu hướng sống của cô. Chính mình trong các bức tranh của cô ấy. Frida Kahlo. Họa sĩ Mexico Frida Kahlo là một phần của nhóm nghệ sĩ Mexico. Các bức tranh của cô có những điểm tương đồng với các tác phẩm siêu thực và Breton tuyên bố cô là người theo chủ nghĩa siêu thực, nhưng Kahlo bác bỏ chỉ định đó. Họa sĩ người Mỹ cây sách đã lấy cảm hứng từ tác phẩm của De Chirico để theo đuổi chủ nghĩa siêu thực khi cô sống ở Paris năm 1937. Ngay sau đó, cô gặp và bị ảnh hưởng bởi Tanguy, người mà sau đó cô kết hôn ở Hoa Kỳ. Công việc của sách được đặc trưng bởi niềm đam mê đen tối với kiến trúc và hình dạng hình học, đặc biệt là giàn giáo. Chụp ảnh man dây và Surrealist đi đầu trong chủ nghĩa siêu thực nhiếp ảnh là man dây, người gốc Philadelphia, tên khai sinh là Immanuel Radnitsky. Sau khi chuyển đến Paris vào những năm 1920, dây chuyên về rayograph, một biến thể của ông về ảnh đồ, được tạo ra bằng cách cho giấy ảnh tiếp xúc với ánh sáng với các vật thể đặt trên đó. Dây cũng được ca ngợi vì chụp ảnh thời trang và chân dung, đồng thời theo đuổi công việc làm phim thử nghiệm. Nhiếp ảnh gia người Pháp Maurice Tabat đã được Magritte và Man Dây đưa vào phong trào này. Ông được chú ý vì sử dụng các kỹ thuật như phơi sáng kép và phân cực để phục vụ cho hình học.
Nhiếp ảnh gia người Đức Han Bemer được biết đến nhiều nhất với việc sử dụng những con búp bê nữ làm bằng tay có kích thước như thật của mình làm đối tượng chụp ảnh. Những thành tựu sáng tạo của Dora Ma đã bị lu mờ bởi mối tình của cô với Pablo Picasso. Nghệ sĩ người Pháp gốc Croatia đã chụp những bức chân dung của những người theo chủ nghĩa siêu thực. Cũng như Picasso, nhưng tác phẩm nổi tiếng nhất của cô, chân dung của Ubu, tập trung vào một em bé Armadillo. Phim Surrealist, bộ phim siêu thực đầu tiên là Vỏ sò và giáo sĩ từ năm 1928. Do Germain Zerlac đạo diễn từ kịch bản của Antonin Artaud. Tuy nhiên, bộ phim nổi tiếng nhất là Un Chien Andalo của Louis Buñuel, hợp tác với Salvador Dalí vào năm 1929. Có hình ảnh mang tính biểu tượng về nhãn cầu của một người phụ nữ bị cắt bởi một lưỡi dao cào. Dalí hợp tác với Buñuel trên Lickder vào năm 1930. Trong thời gian đó, mối quan hệ hợp tác của họ kết thúc. Dalí sau đó được Alfred Hitchcock thuê để giúp tạo ra một chuỗi giấc mơ siêu thực trong bộ phim Spellbound năm 1945. Các nhà làm phim siêu thực gần đây được ca ngợi bao gồm đạo diễn người Chile Alejandro Jodorowsky và họa sĩ kiêm đạo diễn phim người Mỹ David Lean. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!